chào tất cả các bạn, tôi tên là Ngọc Hoàng, chuyên viên tư vấn sức khỏe của nhà thuốc Đông y Thanh Tuấn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thuốc đặc trị về đau gót chân, chai số 4. Trước khi hướng dẫn các bạn sử dụng thuốc, tôi sẽ nói sơ về thuốc và công dụng của thuốc. Thuốc đặc trị về đau gót chân chủ trị các vấn đề về đau thốn gót chân, xương gai gót chân, đau các ngón chân và lòng bàn chân và một số trường hợp bị phù chân. Thuốc đặc trị về đau gót chân này được bào chế hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên. Một số thành phần chính của thuốc đó là đương quy phòng phong cát cánh. Trên tay tôi đây chính là đương quy. Đương quy có vị cay, tính hơi ấm và có tác dụng là thông kinh, điều huyết, giúp chúng ta điều trị các vấn đề về xương khớp, đau nhức bàn chân. Đây là chai thuốc đặc trị về đau gót chân, chai số 4. Như các bạn thấy, đây là dấu hiệu để nhận biết thuốc được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được bào chế từ đông y sĩ Nguyễn Thanh Toàn. Một hộp như vậy có 100 viên và chúng ta sử dụng trong vòng 10 ngày. Và mỗi ngày chúng ta sẽ dùng 3 lần, mỗi lần là 3 viên. Và các bạn nên sử dụng trước bữa ăn từ 15 đến 30 phút. Và các bạn lưu ý là chúng ta nên sử dụng với nước ấm. Trong quá trình sử dụng thì các bạn nên cố gắng là kiêng một số thức ăn như là nội tạng động vật. Bên cạnh đó, chúng ta hãy tập một số bài tập thể dục nhẹ nhàng phù hợp với bệnh lý của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video hướng dẫn sử dụng thuốc đặc trị đau gót chân chai số 4. Hy vọng qua video này thì các bạn sẽ sử dụng thuốc một cách đúng cách và hiệu quả nhất. Chúc các bạn mau khỏi bệnh.